Ơi chào mọi người nha. Hôm nay mình không đi câu cá lóc nữa mà hôm nay mình câu cá tra nha mọi người. Đây cái cần câu huyền thoại của mình nè. Mình câu là mình để ngầm gì không, mình không có giật nha mọi người. Tự nó lôi, tự nó dính luôn. Đây, bữa nay mình đi câu với manh mình nha. Đó, hai anh em bữa nay mình đi săn Hugo coi. Săn Hugo cá tra nha. Giờ mình để cần câu mình quay chừng nào nó ăn cái mình kịch nha mọi người. Đây. Tự cho tự nó dính luôn, mình không cần nhận. Tự nó lo nha mọi người. Tới giờ dính hai ba con rồi mà tới giờ mình không có quay. Giờ mình quay cá tự ăn cho các bạn xem nha. Rồi buổi chiều chúc mọi người xem video vui vẻ nha. Rồi, mình cảm giác cá nó ăn nha mọi người. Ăn trên được chưa hả? Bên đây nó lôi cái sao nó buông ngoài không biết. Đó cái nó gịch đó mọi người ơi, gịch đó mọi người ơi, gịch đó mọi người thấy chưa, để cho nó ship mình mới mới giật. Dính không? Dính à? Này dính này nè mọi người. Con gì đâu. Dính cho mặt. Dính cái quần xì. Bên đây ăn nè mọi người, đó dính rồi mọi người ơi, dính rồi dính rồi dính rồi dính rồi dính rồi. Kéo đi kéo đi kéo đi kéo đi kéo đi. Ừ đó. Cá sắp cần thuốc anh đẹp. À, của bên bên đây gần mình ăn đó nha mọi người. Cá bên gần mình ăn đó nè. Đây nè. Đây cá nè mọi người. Ôi dính dây tôi, dính dây tôi, dính dây tôi. Đó, 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 dây rồi. Ờ, cá rồi nè. Nắm đây, nắm cái đuôi nó giật lên là được rồi. Đây, cá nha. Mở ra đây, mở dây đi trước đây. Cá mọi người. Phía ngoài. Gói dây mọi người. Gỡ nó nắm cái đầu cá gỡ ra trước đi, gỡ ra trước đi. Được không? Rồi xả ra. Rồi dính cá rồi. Đâu đường cá coi. Đây nha mọi người, cá nè mọi người. Rồi. Đường của mình cá mới lôi bị gói dây không biết là còn lôi nữa không à. Gịch đó mọi người ơi. Chính cho mọi người ơi, nè em đẹp quay giùm cái em đẹp. Chính nè mọi người, quay quay quay, em nhìn đó, nhìn. Nhìn lên cái đường đâu, cái đường đâu, cái này. Nè, công trình
thấy đâu. Thấp xuống, thấp xuống. Thấp vậy cần câu với rồi. Cá đâu? Rồi nè, tự quay đi quay. Đó, quay giùm cái, tôi cầm lên nha. Chắc lạ không thấy. Ừ đó. Dính rồi mọi người. Rồi, cá bự rồi. Nha. Rồi đây tên câu của con bạn nó đăng kịch nữa nè mọi người. Rồi mình quay đi chút xíu nha mọi người. Chúc mọi người buổi chiều xem video vui vẻ nha. Mình hẹn mọi người ở video tiếp theo. Bữa nay mình đi câu cá tra thôi. Mai mốt mình câu cá khác nha mọi người. Cá lóc nha. Rồi tạm biệt mọi người nha. Chúc mọi người buổi chiều vui vẻ.